việc chuẩn bị cho lễ tang của bà Anna Trần Thị Kim Thành đã được chồng con và gia đình chuẩn bị rất trang trọng và chu đáo. Mặc dù tro cốt của bà vẫn chưa được đưa về tới nhà, nhưng đã có rất nhiều những chiếc vòng hoa của những người thân quen. Họ đã đến thăm viếng, động viên, an ủi và chia sẻ nỗi đau thương mất mát với chồng và các con của bà. Sự ra đi của bà không chỉ làm cho chồng và các con của bà đau đớn tiếc thương, mà tất cả những người có liên hệ với bà, cộng đoàn trong giáo xứ, ai cũng bùi ngùi xúc động. Bởi khi còn tại thế, gia đình ông bà là người sống rất đạo đức tốt lành. Bà sống rất chan hòa và gần gũi với tất cả mọi người. Ấy thế mà con người ấy bây giờ đã trở thành tro bụi. Nhìn những hình ảnh này, ai mà không chạnh lòng, ai mà không đau đớn. Nhất là người chồng và các con của bà. Đối với họ, đây là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Ông cảm thấy hụt hẫng khi mất bà, người bạn đời đã chung sống với ông bao năm qua, người đã cùng ông vượt qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả để nuôi dạy các con, để tạo dựng cuộc sống gia đình. Bà là người gần gũi, quan tâm, động viên, chia sẻ tâm sự với ông mỗi khi gia đình có chuyện vui buồn. Bà là người tạo động lực để ông vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bà là một người vợ sống chung thủy và hết lòng yêu thương chăm sóc chồng con. Cuộc sống đang yên vui hạnh phúc thì mọi người phát hiện bà bị mắc một căn bệnh nan y rất hiểm nghèo. Mặc dù bà đã được chồng con đưa đi chữa chạy với nhiều phác đồ điều trị, kể từ khi phát hiện bà bị mắc bệnh, chồng con, gia đình và cộng đoàn đêm ngày cầu nguyện cho bà. Xin Chúa cho bà được gặp thầy gặp thuốc. Xin Chúa ra tay chữa lành cho bà. Xin Chúa thêm sức cho bà, để bà luôn biết cậy trông và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng thánh ý Chúa nhiệm màu, và bà đã vâng theo thánh ý của Chúa. Bà đã ra đi trở về cùng Chúa. Mẹ ơi, giờ đây bố và chúng con đang đứng trước hài cốt của mẹ. Mẹ là người đã cho chúng con hình hài. Người mẹ đã chăm sóc chúng con từ khi chúng con còn trong lòng mẹ. Mẹ sinh ra các con, một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi. Bao năm tháng mẹ vất vả ngược xuôi để lo cho các con ăn học. Mẹ là người đã chắp cánh cho chúng con được bay cao và bay xa ra thế giới bên ngoài. Chúng con được bay tới những nơi xa lạ. Ở đó, các con được ăn học trong những mái trường có danh tiếng. Mẹ là người đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho các con. Và mẹ không mong gì hơn. Mẹ mong cho các con của mẹ luôn được hạnh phúc, học hành tới nơi tới chốn. Mẹ mong cho các con có được công việc làm ăn ổn định. Rồi mẹ mong cho các con có được một mái ấm gia đình hạnh phúc ấm êm. Thế nhưng, những ước mong của mẹ chưa được hoàn thành. Các con của mẹ vẫn còn nhỏ dại. Các con của mẹ vẫn chưa hoàn toàn khôn lớn trưởng thành như mẹ mong ước. Các con vẫn đang rất cần sự chăm sóc yêu thương của mẹ. Bước đường tương lai của chúng con còn rất nhiều thử thách gian nan. Các con đang rất cần sự hướng dẫn và chở che của mẹ. Vậy mà chỉ qua một biến cố, mẹ đã mãi mãi ra đi. Nhận tin mẹ đã qua đời, mà các con của mẹ thấy trái đất này như sụp đổ hoàn toàn. Thế là từ nay chúng con không còn được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ nhân hậu của mẹ nữa. Thế là từ nay chúng con không còn được nhìn thấy ánh mắt trìu mến yêu thương của mẹ nữa. Làm sao chúng con có thể quên được những cử chỉ, những lời nói thân quen của mẹ, Giờ đây mẹ của chúng con chỉ còn là một hũ tro tàn mà thôi. Ôi người mẹ bằng da bằng thịt của chúng con đâu rồi? Người mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho các con đâu rồi? Chúng con còn chưa kịp đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, thì mẹ đã vội vàng ra đi. Bây giờ dù có nói thế nào thì mẹ của chúng con cũng không còn nữa. Giờ đây chúng con chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ mà thôi. Mẹ ơi, khi mẹ được về bên Chúa rồi, xin mẹ hãy luôn nhớ đến bố và chúng con. Xin mẹ hãy luôn nhớ cầu nguyện cho bố và cho chúng con nghe mẹ. Chúng con chúc mẹ ra đi bình an. Xin vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt mẹ. Ta là sự sống lại và là sự sống. Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Anna Trần Thị Kim Thành thuộc giáo họ Thánh Du Xe Công Chính, giáo xứ Tân Bình, sinh năm 1968 tại Đồng Nai. Bà chẳng may bị mắc căn bệnh nan y, mặc dù bà đã được gia đình và các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, bà đã không qua khỏi. Bà đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 11 tháng 11 năm Tân Sửu. Bà hưởng dương 53 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con xin dâng linh hồn Anna trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ mọi nỗi lầm. Xin Chúa mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn Anna về bên Chúa là nước hằng sống muôn đời.